tư là bảo kiếm là mang hoa đai đỏ, và đồ vật đạo ở đường hướng là đồ vật đạo đường hướng mà mang đai vàng. Như vậy là trong tay các đàn đã cho hai tôi bật bắt tay đôi vẻ đoàn kết trong ngày xuân. Như vậy là chơi rất là đẹp, chỉ còn trận đấu này và đồng thời một trận đấu tiếp theo nữa các bạn. Rồi rất là hay, chắc chắn như vậy là cho thật là cho thật cho thật quyết định chương trình rồi. Hay lắm, tuyệt vời lắm. Như vậy là tôi bật tư mang tay ra đỏ và tôi bật đạo của tôi mang ra vàng. Tôi bật đạo của tôi là cái một chút tôi bật tư thì tôi còn rất là khỏe. Hay lắm, tuyệt vời lắm. Đúng là trận đấu này mới là tuyệt vời. Thôi rồi, không được đó là rất là công đẳng, rất là quyết liệt. Hai đôi này vẫn có nhiều không? Vượt đấu. Nước khỏe nhưng không nổi. Đấu thứ hai được bắt đầu. Đấu thứ hai được bắt đầu. Đưa vật thể tư mang ra đỏ của chiếc tài đô vật thể tạo của đường hướng mang ra đoàn. Thế mà hai đôi vật này được chút được người nữa. Rất là nhạy. Tất cả như vậy là thần sức lực và trận đấu quyết định. Thế vậy là vào chung kết ngang như là những trận bóng đấu của Việt Nam. Thank you.
cánh trước thêm một. Cho một tràng pháo tay của vũ đi ạ. Rồi, đội vật đề xuất là hay, rất là tuyệt vời. Như vậy là bây giờ tất cả